Xin kính chào quý vị, chào các bạn đến với tạp chí Kinh tế 24/7 được phát sóng trên kênh HTV1 đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành thông tư số 16/2015/TT-NHNN sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 32/2013/TT-NHNN vẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam. Cụ thể, ngoài quy định chung về các trường hợp cần thiết khác, thông tư bổ sung một số trường hợp cụ thể về an ninh quốc phòng, dầu khí tại khoản 17 điều 4. Đồng thời, các trường hợp được Ngân hàng Nhà nước xem xét chấp thuận sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ chỉ áp dụng đối với đối tượng là tổ chức, người cư trú, người không cư trú, không cho phép cá nhân. Bên cạnh đó, nhằm mục tiêu minh bạch hóa thủ tục hành chính, thông tư 16 đã bổ sung quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam. Theo đó, thông tư quy định cụ thể về nguyên tắc lập và gửi hồ sơ của các tổ chức và thời hạn xử lý hồ sơ của Ngân hàng Nhà nước. Thông tư 16 có hiệu lực từ ngày 3 tháng 12 năm 2015. Bộ Tài chính đang dự thảo thông tư thay thế cho thông tư số 27 đề xuất giảm nhiều loại phí liên quan đến giao dịch của các nhà đầu tư chứng khoán. Đối với giao dịch chứng khoán, mức phí quản lý thành viên giao dịch dự kiến là 20 triệu đồng trên một năm, áp dụng cho thành viên của tất cả các loại thị trường, cổ phiếu, trái phiếu, upcom. Phí đăng ký niêm yết lần đầu dự kiến là 10 triệu đồng trên một lần và không áp dụng đối với trái phiếu chính phủ, trái phiếu được chính phủ bảo lãnh. Đối với trung tâm lưu ký chứng khoán, phí quản lý thành viên lưu ký dự kiến là 20 triệu đồng trên một năm. Phí đăng ký chứng khoán lần đầu dự kiến từ 10 đến 20 triệu đồng tùy bảng giá trị đăng ký. Phí đăng ký chứng khoán dự kiến là 0,4 đồng trên một cổ phiếu, chứng chỉ là 0,2 đồng trên một cổ phiếu trên một tháng. Theo Bộ Công Thương, quy hoạch khu vực đồng bằng sông Hồng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 sẽ có thêm 77 khu công nghiệp mới. Các khu công nghiệp này sẽ thu hút khoảng 3 tỷ đô la vào hạ tầng và khoảng 40 tỷ đô la vào sản xuất kinh doanh. Về lĩnh vực phát triển công nghiệp, tập trung phát triển các ngành công nghiệp có khả năng phát huy lợi thế cạnh tranh, lợi thế so sánh của vùng và có khả năng chiếm lĩnh thị trường trong nước cũng như xuất khẩu. Ưu tiên phát triển các ngành có giá trị nội địa hóa cao, có khả năng tham gia sâu vào được các chuỗi giá trị toàn cầu. Bên cạnh đó, ưu tiên khuyến khích phát triển các ngành như điện tử và công nghệ thông tin và sản phẩm viễn thông, cơ khí chế tạo, máy, sửa chữa, đóng tàu thủy và phương tiện hàng hải, thép chất lượng cao và vật liệu mới, hóa dược phẩm, công nghệ chế biến thực phẩm và ngành dệt may, da dày, nâng cao tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp trung bình và cao trong công nghiệp chế biến lên trên 35% và trên 60% trong năm 2020, củng cố, nâng cao sức cạnh tranh cho công nghiệp của trung ương và địa phương trên địa bàn, phát triển mạnh công nghiệp hỗ trợ trong nước để giảm nhập khẩu, hạ giá thành và nâng dần giá trị nội địa của sản phẩm. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết trong thời gian tới cần phải xử lý được các vấn đề nổi cộm đang gây bức xúc trong nhân dân, nhất là vấn đề chất cấm, kháng sinh và bảo vệ thực vật. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chất cấm được người dân mua về trộn vào thức ăn chăn nuôi. Chất kháng sinh cũng đang bị người chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản lạm dụng, pha trộn với thức ăn để ngừa bệnh hoặc coi như kích thích tăng trưởng và để lại nhiều dư lượng trong thực phẩm lớn. Nếu con người ăn nhiều thực phẩm đó sẽ nhờ kháng sinh. Trước tình hình đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chỉ đạo hệ thống thú y quản lý ngặt nghèo các loại thuốc thú y, đề nghị Bộ Y tế kiểm soát chặt việc nhập khẩu và kinh doanh thuốc kháng sinh. Đồng thời, Bộ cũng đề nghị Bộ Công an phối hợp tìm ra những đầu nậu, đường dây buôn lậu, sử dụng chất cấm để triệt phá tận gốc. Để giải quyết căn bản bức xúc nổi cộm hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phát động đợt cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp từ nay đến hết Tết Nguyên đán năm 2016. Theo đó, nhà nước sẽ tiếp tục chương trình thí điểm bảo hiểm đối với cây lúa, vật nuôi như trâu, bò, còn dừng triển khai bảo hiểm đối với tôm, cá. Mức hỗ trợ phí bảo hiểm dự kiến sẽ quy định như trước đây, tức là hỗ trợ 100% phí bảo hiểm cho hộ nông dân, người nghèo, còn đối với hộ cận nghèo, người cận nghèo thì nhà nước hỗ trợ 90% phí bảo hiểm. Thời gian tham gia từ năm 2015 đến hết năm 2017. Bộ Tài chính cũng cho biết, sau 3 năm triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp từ năm 2011 đến năm 2013, đã có hơn 305.000 hộ nông dân tổ chức sản xuất nông nghiệp tham gia thí điểm bảo hiểm nông nghiệp.
Trong đó, hơn 236.000 hộ nông dân tham gia bảo hiểm với cây lúa, 60.000 hộ tham gia bảo hiểm đối với vật nuôi và chỉ có 7.500 hộ tham gia bảo hiểm đối với thủy sản. Có số hộ tham gia ít, nhưng số tiền được bảo hiểm là 2.883,7 tỷ đồng, chiếm đến 27% tổng giá trị được bảo hiểm. Số tiền bồi thường là 712 tỷ đồng, trong khi doanh thu phí bảo hiểm đạt 394 tỷ đồng. Để chủ động dẫn dắt và linh hoạt ứng phó với biến động thị trường, Ngân hàng Nhà nước đã điều chỉnh tỷ giá tăng thêm 1% và biên độ giao dịch lên mức cộng trừ 3%, nhưng áp lực tỷ giá vẫn còn rất lớn. Việc tăng tỷ giá đang gây áp lực lên lãi suất huy động. Một số ngân hàng thương mại đã tăng nhẹ lãi suất tiền gửi vào các kỳ hạn. Cụ thể, bắt đầu từ ngày 21 tháng 10, Ngân hàng Bản Việt sẽ điều chỉnh tăng lãi suất tiền gửi Việt Nam đồng với mức cộng thêm 0,2% trên một năm. Trong đó, kỳ hạn 7 tháng là 6,5% trên một năm, kỳ hạn 8 tháng là 6,6% trên một năm, kỳ hạn 9 tháng là 6,7% trên một năm, kỳ hạn 10 tháng là 6,7% trên một năm và kỳ hạn 11 tháng là 6,8% trên một năm. Với loại hình tiền gửi online, thực hiện giao dịch trên Mobile Banking hoặc Internet Banking, lãi suất bằng với lãi suất tiền gửi thông thường. Riêng kỳ hạn từ 1 đến 5 tháng, lãi suất cuối kỳ sẽ được cộng thêm 0,2% trong một năm so với lãi suất sản phẩm tiền gửi thông thường. Đặc biệt, với sản phẩm tiết kiệm 39 cộng ưu Việt dành riêng cho khách hàng có độ tuổi từ 39 trở lên, lãi suất ở các kỳ hạn 7, 8, 9, 10 và 11 tháng cũng được điều chỉnh tăng thêm so với mức lãi suất thông thường. Đặc biệt, với kỳ hạn 11 tháng, lãi suất lên đến 6,9% trong một năm. Các ngân hàng thương mại khác cũng có những động thái tích cực nhằm điều chỉnh cho phù hợp với sự điều chỉnh tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước. Tính chung 9 tháng, xuất khẩu đạt gần 120,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI không kể dầu thô ước đạt 82,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 21,1% và chiếm 68,1% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Đóng góp lớn nhất cho tăng trưởng xuất khẩu của khối FDI chính là nhóm ngành công nghiệp chế biến. Sau 9 tháng ước đạt 94,95 tỷ đô la Mỹ, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện đạt 23,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 34,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, hàng dệt may đạt 17,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 10,06%. Tỷ lệ máy tính và linh kiện đạt 11,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 52,8%. Giày dép đạt 8,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, những tác động về thị trường xuất khẩu tiếp tục gây sức ép lên nhóm hàng nông lâm thủy sản là nhóm hàng do doanh nghiệp 100% vốn trong nước chiếm đa số. Ước tính sau 9 tháng, giá trị xuất khẩu của nhóm hàng nông lâm thủy sản ước đạt 15,14 tỷ đô la Mỹ, giảm 9,9% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2014 và giảm khoảng 50 triệu đô la Mỹ về giá so với cùng kỳ năm trước. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho biết, kim ngạch nhập siêu 9 tháng dẫn đầu năm 2015 của Việt Nam lên mức 4,03 tỷ đô la, bằng 3,4% kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước, cao hơn 3,86 tỷ đô la mà con số ước tính của Bộ Công Thương trước đó. Chỉ riêng trong tháng 9 năm 2015, cán cân hàng hóa Việt Nam đã thâm hụt thương mại khoảng 220,6 triệu đô la Mỹ. Trong đó, đáng chú ý khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI tiếp tục đóng góp chính vào mức tăng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước, chiếm tỷ trọng ưu thế. 9 tháng đầu năm 2015, khu vực này xuất siêu khoảng 8,55 tỷ đô la Mỹ với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 155,34 tỷ đô la Mỹ, tăng 20,8%, tương ứng tăng 26,8 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, khu vực doanh nghiệp trong nước nhập siêu gần 12,55 tỷ đô la Mỹ do xuất khẩu giảm nhưng nhập khẩu tăng. Xuất khẩu của doanh nghiệp trong nước giảm chủ yếu đến từ các ngành hàng chủ lực như nông lâm thủy sản và nhiên liệu khoáng sản v.v., cho thấy sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước còn khó khăn. Theo Hiệp hội Thép Việt Nam gọi tắt là VSA, giá thép phế liệu, phôi thép nhập khẩu tiếp tục giảm mạnh. So với một năm trước, mức giá này đã giảm đến 45%, mức giảm kỷ lục của nguyên liệu thép từ trước đến nay. Trong đó, thép phế liệu giảm 30 đô la Mỹ so với đầu tháng trước, còn khoảng 185 đến 190 đô la Mỹ trên một tấn, trong khi phôi thép giảm khoảng 15 đô la Mỹ trên một tấn, còn 275 đến 285 đô la Mỹ trên một tấn. Theo VSA, nguyên nhân chủ yếu là do phía Trung Quốc đang đẩy mạnh xuất khẩu các loại nguyên liệu này, trong khi tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhu cầu sử dụng thép trong nước vẫn tiếp tục tăng trưởng ấn tượng.
lượng tiêu thụ thép trong tháng 9 năm 2015 được VSA ghi nhận đã vọt trở lại với mức 548.000 tấn, tăng đến 29,45% so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi để rơi xuống ngưỡng trung bình 480.000 tấn của tháng trước. Trong khi đó, giá bán thép lẻ trong ngày 13 tháng 10 dù đã giảm xuống còn bình quân 11,8 đến 12,1 triệu đồng trên một tấn tùy thương hiệu, giảm khoảng 200.000 đồng trên một tấn so với tháng trước, nhưng mức giảm này được các chuyên gia trong lĩnh vực thép cho rằng vẫn còn khá ít so với tốc độ giảm giá của nguyên liệu. Thưa quý vị, sự ấm lên của thị trường bất động sản khiến tín dụng bất động sản phục hồi mạnh nhất trong vòng 5 năm qua. Nhưng giới chuyên gia cảnh báo, ngân hàng và doanh nghiệp, nhà đầu tư dần có thể rơi vào bẫy bong bóng bất động sản bất cứ lúc nào. Từ đầu năm đến nay, tín dụng đã phục hồi mạnh mẽ và dự báo có thể tăng 17% trong năm nay. Tính đến ngày 20 tháng 9, tín dụng toàn hệ thống tăng khoảng 10,8%, cùng kỳ năm 2014 chỉ tăng 6,6%. Đây cũng là mức tăng cao nhất kể từ năm 2011 đến nay. Kinh tế phục hồi, tín dụng tăng là điều dĩ nhiên. Song, điểm đáng chú ý nhất của tín dụng từ đầu năm nay là tín dụng bất động sản đang có mức tăng trưởng cao hơn so với con số trung bình của toàn hệ thống. Theo Ngân hàng Nhà nước, tính đến tháng 9 năm 2015, tín dụng bất động sản tăng 13%. Nhiều chuyên gia cho rằng, trong thời kỳ năm 2006 đến năm 2010, tín dụng bất động sản chủ yếu rót vào đầu cơ. Tuy nhiên, giai đoạn hiện nay, dòng tín dụng đã nhắm đến nhu cầu thực như mua nhà để ở, vốn đầu cơ chỉ chiếm phần nhỏ. Do đó, rủi ro từ tín dụng bất động sản ít hơn giai đoạn trước rất nhiều. Tuy nhiên, các chuyên gia bất động sản cũng cho rằng, cho vay bất động sản luôn có hệ số rủi ro cao nhất, bong bóng bất động sản luôn có nguy cơ quay lại, nên cảnh giác không bao giờ là thừa. Các doanh nghiệp cũng không nên lệ thuộc quá nhiều vào tín dụng ngân hàng. Ngược lại, các ngân hàng cũng cần lường trước những rủi ro của việc đẩy vốn vào bất động sản, tăng cường kiểm soát sử dụng vốn đúng mục đích. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản tháng 9 2015 ước đạt là 2,15 tỷ đô la, đưa giá trị xuất khẩu của ngành 9 tháng đầu năm 2015 lên mức 21,65 tỷ đô la, giảm 5% so với cùng kỳ năm 2014. Lần đầu tiên sau 7 năm, giá xuất khẩu của các mặt hàng nông lâm thủy sản của Việt Nam thấp hơn cùng kỳ của năm trước. Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 10,29 tỷ đô la Mỹ, giảm 7,2% so với cùng kỳ năm 2014, giảm rất mạnh ở các mặt hàng như cà phê giảm 32,2%, cao su giảm 13,7%, gạo giảm 15,7%, thủy sản giảm 17,8%. Cụ thể, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA, tính đến ngày 8 tháng 10 năm 2015, Việt Nam đã xuất khẩu được 4,394 triệu tấn gạo với loại giá có giá trị 1,828 tỷ đô la Mỹ. So với cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu gạo của Việt Nam giảm gần 400.000 tấn. Nguyên nhân, theo VFA cho rằng, ba quý đầu năm nay, thị trường đầu ra của gạo Việt Nam gặp nhiều khó khăn do thiếu vắng các hợp đồng lớn. Không được may mắn như mặt hàng gạo, nhiều mặt hàng nông sản chính của Việt Nam như cao su, chè, thủy sản và cà phê tiếp tục được dự báo có mức giá thấp trong những tháng cuối năm nay. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, có lượng xuất khẩu cà phê 9 tháng đầu năm 2015 đạt khoảng 961.000 tấn so với tổng giá trị 1,96 tỷ đô la Mỹ. Tương tự với mặt hàng chè khi xuất khẩu được 88.000 tấn với giá trị 151 triệu đô la Mỹ trong 9 tháng đầu năm, lần lượt giảm 8,8% và 8,1%. Về khối lượng và giá trị so với cùng kỳ năm 2014, giảm mạnh nhất trong các mặt hàng nông sản năm 2015 là cao su khi tiếp tục trên đà giảm kể từ năm 2011 đến nay. Do nhiều yếu tố khác nhau, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đã giảm tới 17,8% so với cùng kỳ năm trước, chỉ đạt 4,69 tỷ đô la Mỹ trong 9 tháng đầu năm. Sự suy giảm được ghi nhận ở hầu hết các thị trường quan trọng như Mỹ, Nhật Bản, EU và Hàn Quốc. Theo các chuyên gia, Việt Nam đã là cường quốc về nhiều mặt hàng nông sản trên thế giới, nhưng cũng đã đạt đến điểm giới hạn của các mặt hàng này. Do đó, để duy trì sự tăng trưởng của nông nghiệp, Việt Nam cần thay đổi chiến lược sản xuất và xuất khẩu, nếu không sẽ bị tụt hậu. Ngoài ra, để nâng cao giá trị xuất khẩu, Việt Nam chỉ còn cách đầu tư vào khâu chế biến sâu và nâng cao chất lượng để nâng giá bán. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi đã khép lại tạp chí Kinh tế 24/7 ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mời góp ý của quý vị có thể gửi về email http://vtl.vn. Thân ái, chào tạm biệt.